ta hãy xem kỹ thuật ghép cây mít. Cả nó ghép cây mít để nhân giống thì có cả một quy trình, nhưng mà bây giờ tôi chỉ giới thiệu sơ, giới thiệu riêng về cái phần ghép thôi, riêng về phần kỹ thuật ghép. Cái cây phía trước đây là gốc ghép và đây là chòi ghép, rồi những cái dụng cụ thì có dao ghép và dây quấn, ngoài ra thì còn có bịch để trùm và thun. Bây giờ chúng ta hãy xem kỹ thuật ghép. Khoan từ từ. Đó, trên gốc ghép thì người ta cắt thành một phần da phía dưới đây và một phần da phía trên nè, rồi như thế thôi. Và bây giờ đến mắt ghép. Mắt ghép thì cắt một đầu trên một đầu dưới. Đó, mắt ghép thì cắt như thế này, rồi gắn vào. Đó, gắn vào xong.